Ưu điểm của em là tự lập, nấu ăn cũng ngon, ngoại giao tốt. Nhược điểm của em thì rất là thích nấu ăn. Tuy nhiên là chỉ thích nấu cho những người mình yêu thích thôi. Và thích nấu thôi chứ không có thích dọn dẹp và rửa chén lắm. Trời đất ơi. Ê, bạn bán trứng, bạn có thích dọn dẹp nhà cửa không? Dạ có ạ. Vấn đề của em là em thích rất thích về cái sự gọn gàng đó chị Cát Tường. À dạ. Nãy nghe nói là 25 tuổi phải không? Dạ đúng ạ. Ở bên đây lớn hơn tuổi có vấn đề gì không bạn? Dạ không ạ, lúc có đăng ký chương trình em có đăng ký là lớn hơn 1 tuổi cũng không sao ạ. Ồ. Thích người lớn tuổi hơn hả? Tại sao con? Thưa chú là cái người lớn tuổi hơn giờ thì sẽ chững chạc trong cái con người của họ, nên con thích cái sự chững chạc hơn là thích tin. Cái này hay. Con đã có mấy mối tình rồi? Dạ mối tình chính thức của con đó là con có 1 mối tình. Còn không chính thức? Thì con không biết. Còn mối tình chính thức đó kéo dài bao lâu? 3 năm, kể từ con học lớp 9. Trời đất ơi, lớp 9 là yêu rồi đó hả? Dạ con chưa có yêu, con rung động mà chú. Rung động 3 năm và khi tỏ tình được là cái bạn nữ lấy chồng. Hay quá. Là tới giờ luôn á hả cưng? Em ấy tới giờ luôn đó chị Cát Tường. Sao mà bao nhiêu lâu nay rồi không quen được ai? Khi mà tìm hiểu á, em phát hiện được á là cái bạn nữ hoặc là cái đối phương đó ham chơi còn trẻ quá. Con không có thích vấn đề đó, con thích một cái con sự... làm như con già lắm vậy đó. Nói người ta trẻ. Nếu mà bạn trai mình nhỏ hơn mình 1 tuổi thì em có vấn đề gì không? Nhỏ hơn 1 tuổi thì không sao, nhưng mà tùy thuộc vào tính cách nữa. Nếu mà tính cách mà chững chạc và chín chắn thì vẫn ok. Thôi, bên đây chững chạc chín chắn ta có râu rồi đó nha. Còn về tình trường của mình thì em có mối tình nào chưa? Em có 2 mối tình. Rồi bây giờ ở không là bao nhiêu lâu rồi? Hơn 1 năm. Hơn 1 năm. Dạ. Bây giờ muốn kiếm một người như thế nào? Về ngoại hình thì mặc đồ thì cũng có style tí xíu. Tính cách phải là chững chạc, trưởng thành và có kế hoạch trong tương lai. Em không thích bạn trai của em là một người gia trưởng nè, ngoài không hút thuốc. Có những cái tính mà giống như là đàn bà, chẳng hạn như là hay soi mói nè, hay để ý, hay càm ràm, đặc biệt là keo kiệt. Còn có cái gì trong những cái thứ đó không? Gia trưởng có không? Dạ thưa chú là không ạ. Càm ràm có không? Dạ không luôn ạ. Keo kiệt có không? Dạ có ạ. Hả? Hả? Có không? Keo kiệt ở những cái nơi mà mình đáng keo kiệt. Khi đi... Dạ con không biết nói làm sao. Giống như là đi bỏ trứng mà một chục đó. Là đủ một chục dạ. Chứ không có thể tặng thêm. Ăn to buôn so tức là buôn bán mà. Mình phải dạ. Tính toán. Dạ đúng. Đồng thì cắt luôn. Vui chơi hay gì bạn bè hay là trong gia đình thì là thoải mái. Đúng dạ. Không? Dạ, ý đúng con rồi. Là vậy đúng không? Dạ đúng ạ. Đúng rồi, chú cũng ý gì nghĩ gì. Hay quá. Có nhậu nhẹt hút thuốc gì không con? Dạ thưa chị là em không có hút thuốc với lại có nhậu nhưng mà chỉ là nhậu với lại... Nhậu với trứng thôi. Nhậu với anh trong gia đình thôi ạ. Dạ. Con muốn tìm người yêu thế nào con diễn tả cho chú qua chú coi coi giống không? Cao một chút. Mà chút là bao nhiêu? Xích sáu chút. Gì nữa? Điềm đạm một chút, nói nhiều. Phụ nữ hay nói nhiều lắm, hay càm ràm lắm con. Dạ. Cái này phải chịu thôi, chú chịu lâu lắm rồi. Còn gì nữa? Đặc biệt, không vô duyên. Sợ vô duyên lắm hả? Dạ. Không, đôi khi vô duyên nó cũng thành có duyên đó con. Sao biết vô duyên quá không? Nghe là cười là người ta có duyên rồi đó. Vậy nãy giờ con nói khán giả cười là con vô duyên. Cũng có khi á. cái vô duyên nó lạ lắm con. Đôi khi á là nói ra cái ta cười rần rần, ta nói vô duyên quá mà. Dạ. Vô duyên có duyên. Có duyên nó khác. Dạ. Để chú qua chú hỏi coi. Mình nói sao nha. Chờ chú chút nha. Dạ. Trời ơi dễ thương quá. Anh nó nói vậy đó. Mình thấy mình được không? Về những cái tiêu chí đó thì chắc là được khoảng 70-80%. Vậy là được rồi. Quá hả? Tốt rồi. Bên đây hiền lành, chất phát, thà lắm. Được á. Dễ thương lắm. Dạ. Trắng tươi, dạ. Trắng hơn con nhiều đó con. Dạ. Dạ, em chào chị Cát Tường. À, chào em. Nay có đem mớ trứng nào lên không? Dạ không. Để gần ngày đầu tiên tôi gọi. Không đem trứng lên tặng bạn gái, tặng cái này chi? Tại vì trứng chưa có kiểm dịch kịp chị thôi. Đúng rồi, đúng rồi, phải vệ sinh an toàn thực phẩm, đã kiểm dịch đàng hoàng. Mà hồi đó giờ đi buôn bán trứng là có dành dụm được gì chưa mà đòi lấy vợ? Dạ, ngoại trừ trứng ra là em cũng có một chút tiền. À, dạ. Được, được, nghe 25 tuổi dữ ha. Vừa có trứng, vừa có tiền nữa. Rồi gì nữa, gì nữa? Dạ, hết rồi chị. Nhưng mà ở thành phố rồi ở đâu? Dạ em ở nhà. Nhà nào? Dạ nhà em ở quận 6 ạ. À, nhà đó là nhà gì? Nhà ấp trứng. Dạ không, nhà là nhà để ở ạ. À, nhà để ở. À, dạ. Nhà nó của ai? Dạ của ba, sắp cho em. Vậy hả? Trời ơi. Chắc không? Có giấy nhưng thiếu chữ ký thôi ạ. Thiếu chữ ký của ai? Dạ của ba ạ. Giấy nó làm rồi, nó dạ, tự viết luôn rồi mà chưa ký thôi. Dạ. Yên tâm lấy vợ xong ký. Nghe nè. Dạ.
cạo cái râu cái này đi nha. Trời ơi, tôi ghét ai để râu đi ghê luôn á. Trời ơi, thiệt, trẻ là mình cứ trẻ, có tiền có túi đầy là được rồi. Dạ, không đâu có cần mình để râu cho mình già chi. Dạ em không có tiền trong túi giữa đường. Chứ tiền để em đâu? Thẻ hả? Không thẻ không thẻ. Thằng này nó ghê lắm bởi vì. Rồi tôi chịu rồi đó. Diệt. Trời, đây là đàn trai nó ngon lành, đừng có giỡn mà. Ngon lành, ngon lành. Được, được, được em. Hơi bị ngon.